Mình xin kính chào quý anh chị và các bạn. Mình là Sinh. Như các bạn cũng đã biết thì trên thị trường ô tô hiện nay thì có rất nhiều loại xe, từ những loại xe cỡ lớn để phục vụ cho những nhu cầu kinh doanh cho đến những chiếc sedan sang trọng lịch lãm, thì còn có một dòng xe nữa, đó là xe phân khúc cỡ nhỏ, xe đô thị cỡ nhỏ. Và VinFast Fadin là một trong những dòng xe thuộc cái phân khúc đó. Được ra mắt trên thị trường chúng ta không lâu, nhưng mà VinFast Fadin lại có doanh số rất là tốt. Nhằm mục đích là phục vụ cho những nhu cầu đi lại hàng ngày, như là phục vụ cho những gia đình nhỏ mà với mức chi phí rất là tinh tế, tiết kiệm, rất hợp lý. Ngày hôm nay đây, mình lại có cơ hội trải nghiệm chính chiếc xe VinFast Fadin này cùng với khách hàng của mình. Mời các bạn hãy cùng theo dõi mình để đón xem những điều thú vị ngay sau đây nhé. Trong lúc chờ đợi, các bạn hãy nhấn like, share và subscribe kênh của mình nhé. Cảm ơn các bạn. Đây là số tự động bình thường thôi. Còn muốn mở ra cao tốc muốn bỏ số mạnh lên nên bỏ qua L bán tự động. Để mình vượt mấy cái xe kia cho nó hô báo hơn. Nó mà bình thường mới đi như vậy là cũng lên 60 đậm vọt rồi. Này là ngon không á? Chạy là ngon rồi. Mình chạy vô, mình nói chung hãy chạy. Mình mà đây bị lệnh băng về không có cái mùa chạy này. Không cần đấy. Mùa xe lắm á. Nó lại băng hai nha, em cùng lại lần nữa này. Mà đây có cái mùa chạy không? Không sao nè, em ít chạy hơn. Tại vì hắn lại kia dùng xe. Mình anh em bạn bè rùng tung mùa chạy bắt nhạc. Thôi đừng chạy ra đường rồi. Chạy vòng nữa là đúng rồi. Chạy nhớ là ok không? Có tiếp quay đầu mà. Không, quay đầu thì nó làm với nhà mình mà. À vậy hả? Thoải mái không dùng? Thoải mái lắm. Mình coi trên đâu kệ lại bên em còn xích ghế rộng rãi bên này nọ rồi. Nhà mình còn nơi chiếc chiếc em. Thoải mái lắm. Mùi dữ sức. Kéo cái này lên vừa này, hôm nay kéo mạnh quá. Thả được ngoài mới được. Do em kéo á. Kéo mạnh quá. Để nhẹ được cái kéo mạnh. Quen tay lái xe quen tay hết. Phiên bản cao cấp này với phiên bản thường thì nó chênh lệch nhau bao nhiêu tiền đó? À
khoảng tầm 40 triệu anh, 359 với là 499. Thì nó khác nhau túi khí chính hãng. Đấy, con thằng em này nó quán mình đó, nó nhà quán của mình đó. Nói chung là hệ mà trả tiền một tháng tầm khoảng 7-8 triệu thì mình giữ sức. Chẳng qua là mình là ngân hàng những người ai nữa, mình những con nợ sâu nè. Rõ ràng là những người sâu, tại vì trước nữa ngân hàng bao giờ chưa vay bao giờ luôn. Chưa vay bao giờ luôn, chỉ ngân hàng còn vay mình đó chứ. Chưa vay ngân hàng. Đây quả thằng em đây. Không. Dạ, còn cái bạn kia thì có. Ê. Mà biết đó em nghĩ không cần, tại bạn kia nó có camera rồi. Nó có camera rồi thì cái đó nó tích hợp màn hình trên đó luôn mà. Màn hình đó là màn hình trên mà. Cái này chọn mua hay. Cái nhỏ với thôi nha, có bỏ nhé. Chào mọi người. Vừa rồi mình đã test thử xe với khách hàng của mình là anh Nam. Bạn hỗ trợ của mình đây là bạn Phương. Buổi lái thử xe cũng khá thành công. Và khách hàng mình đang chờ một số cái thủ tục nữa để tiện hồ sơ. Rất cảm ơn mọi người. Các bạn hãy nhấn like, share và subscribe kênh của mình nhé.